Kênh của Duy Thái thì Duy Thái chào quý vị khán giả và con xin chào cô dì chú bác gần xa luôn. Đây là anh Nam, anh ruột của Thái. Thì mấy bữa nay anh em mình đi đánh bắt thì nó cũng mệt rồi. Hôm nay Thái ra chợ người ta tặng cho Thái được một trái bí cỡ nè nãy 6 kg. 6 kg thì Thái không biết làm gì ăn với nó. Thì hôm qua Thái đi thăm lợn về thì cũng có dính mấy con cá lóc lớn đó nha, con ký ký ngoài rồi cái dày con cũng hơn nửa ký nữa. Thì Thái có ý tưởng là mình sẽ cắt vòng tròn trái bí ra, rồi mình nạo hết cái ruột nó trống, rồi xong cái mình bỏ mấy cá vô mình hấp nó ha. Làm cá bỏ vô đậy nắp lại hấp nó. Rồi giờ anh cắt ra thử coi thử cái trống nó bồng ba lớn đường lát biết đường nên bằng cá. Cá thì giờ nào cũng có đó nha, anh em mình đặt lờ thì cá rất là nhiều luôn, lúc nào cũng có cá hết. Nhưng mà không biết là cái ruột ở trống nó rộng hay nó bọng nó chứa được bao nhiêu con cá để mình biết đường mình làm. Được. Làm cá làm dư quá thì mình không bỏ vô hết. Nhớ hồi xưa anh em mình cùng bên biển ha, nè bí trái nào cho nó có trái mười mấy kilo á, mấy ký bên đường D quốc phòng để biển trồng bí tốt. Hoặc lần mấy anh em thấy ở bên biển á, bên chỗ D quốc phòng á là người ta trồng bí nè, trái nào cho nấy chà bá ôm nổi không á. Có mấy chú hồi đó đi hái bí mà bị chó, mà mấy con chó điên á, nào mấy con chó mà chó màu vàng kia, chó gì ta, chó phèn á, mấy con chó phèn mà điên á nha, cái nó ra ngoài bờ đê cái nó nằm nó ngủ, người ta thì người ta tưởng đâu chứ bí người ta lại ta bợ nó bị hoài luôn á. Đó mà nó là chó dại nhóc, chó mấy con chó dại kia là chó điên á, rồi đầu nó ra bờ đê nó nằm, cái ta đi hái bí á, ta thấy nó, ta lại ta ôm, ta tưởng chơi bí. Ngon ha, thì cái này cũng bự á nè. Có lấy cái gỗ ra. Có á, cái gỗ anh để cho nó. Ủa, anh làm như nào? Làm cái dấu. Làm dấu để hồi anh đậy vô nắp vô hay gì? Ừ, để xây hoài nó không vô nè, dở ra không có cái dấu mà đậy nó đâu có lọt đâu, thấy không? Rồi giờ nãy cái dấu nó làm đâu rồi? Đây nè, đây nè. Anh cắt ra luôn, cắt dạt cái mặt đây luôn cho nó có dễ màu thấy. Vàng quá không? Cắt cái mặt màu vàng ra luôn như dễ thấy. Kệ anh dạt đại miếng gì thôi cũng được. Ờ, bên kia cái anh dạt miếng thôi cái được cho nó lẹ. Ờ. Làm dấu quá nha. Trái này cũng dày cơm ghê nè. Biết ăn có ngon hay không mà thấy trái bí này nó 6 kg mà... Trái bí này chắc không được dẻo hung quá. Thấy cái màu nó kỳ kỳ nè. Lát thử. Bí thì cũng không có gành về trái nào dẻo trái nào không nữa. Nào giờ anh không gành với mày. Cái bỏ nó bỏ bí nó nhiều nhiều đi xíu mình bỏ cá nó mới nhiều được. Móc cái lấy ở vùng quê của Duy Thái thì còn những chiếc ghe hàng chạy như thế này nữa nha. Cái này là gọi là chiếc ghe hàng, là chuyên buôn bán tạp hóa, người ta chạy người ta bán dưới sông, mà những nhà vùng sâu vùng xa người ta không có xe người ta đi chợ được, thì những chiếc ghe hàng này là sẽ như là một cái tạp hóa lưu động ha. Tuổi thơ là ngày xưa nhỏ nhỏ là ngày nào cũng xuống canh ghe hàng đi mua bánh kẹo ăn. Những ruột cũng nhỏ nè mày. Không bụng luôn. Cái này chắc đựng cả 2 con cá. Cá 1 ký đựng sao không hết nữa chứ. Con ký 1 đựng không hết nữa để nạo cho nó rộng rộng ngay. Sáng em lựa kiếm trái nào cái ruột nó bọng mà không có trái này à. Chứ bí bơ lớn nó tới 6 kg nó dày dữ lắm. Rồi bây giờ cho anh Nam nạo đi. Anh Nam nãy giờ cạo thì nó cũng tới lớp cứng vậy nè. Tại cái lớp cứng là nó nằm ở ngoài là nó sẽ dẻo nhất ha, nó ngọt hơn. Còn cái lớp trong nó bở ra nha, nó không có ngon lắm. Với lại mình cạo ra cho nó rộng rộng để mình đựng cá cho nó nhiều. Nó cứ ngắt luôn không? Vậy ra nó mới ngon. Sáng này mua bí nè, đi ấy bí nè, không chịu kêu anh đi, anh lựa cho.
ta không, cho, mà ta... chợ U Minh này như kiểu trong rừng, như kiểu người ta không có mua bí nhiều quá nha. Vậy bí lớn thì người ta ít có mua lắm, đang mua trái tiền ký lô à, là người ta mua nhiều. Còn bí lớn con này ít cá một ký một chắc nó đầy luôn quá ta. Không, hai con được, con cá dày nữa. Rồi, đi tiến hành đi rửa trái bí rồi được mình làm cá luôn. Đi rửa trái bí rồi mình đi lựa cá luôn, thử con nào vừa. Đậy cái nắp lên đi, rồi đi rửa trái bí. Rồi. Rồi, bây giờ thì mình lựa mấy con cá lớn lớn đó mà mình hấp à. Con này bữa không dính nè. Con này bữa hơn ký mà rộng bữa giờ ngon ha. Anh ú nu à. Con cá gì bự bự nó đi nè, hơn nửa ký nữa đó. Ê con nó bự quá trời. Rồi con nó đó. Đây nè, ừ, con này ngon nè. Chắc hai con đủ quá nè. Ừ, hai con chắc đầy trái bí đó. Bây giờ mình mần trước hai con đi rồi lát á, nếu mà bỏ vô nó rộng mình mần thêm con nữa. À. Thì mấy cá này thì mình đánh bắt từ những cái lợ đây thấy nha. Lợ này thì anh em vừa cuốn về để mà ảnh phơi khô. Cái dành nó thì anh làm rất là chắc chắn luôn, nó dày ha, này chắc hơn phân quá. Cái này còn chưa dày không bằng cái đợt lờ này. Cái đợt lờ sao thấy vừa lấy về nó dày cuôi luôn. Là những cái lờ gì mình sẽ đặt hơn 2 năm ha. Đặt ký kỹ 2 năm. Nhưng mà người biết giá lờ á thì sẽ hơn 2 năm tại vì nó ưa dính cua, nó kẹt đứt thơm lắm. Nè, trong đây còn kẹt ốc lát nữa nè. Ốc lát. Này là lấy về phơi cho nó ra mấy gông rồi xong cái mình đem đi đặt lại. Lờ thì thấy có để cái số điện thoại ở cuối mình video quá nha. Cái góc trên góc phải á, thì cái nhà mua cái này chắc có lẽ là cái 30 hay 35 ngàn gì á. Này của ông anh của Thái làm ở Hậu Giang á, gửi xuống cho Thái đặt. Nè, nó rất là dày dặn luôn, những cây bằng cây trúc nó đều do à. À chút xíu cái mình hái ba cái rau vòng vòng đây nè. Mấy bên đây là mấy bụi nhỏ. Như bên đây là cải này là mình vừa ăn nè. Cái này là vừa non luôn. Có cái ớt trồng tốt quá trời. Bên đây có bụi này là rau, này rau chằn cua. Rau này cha thấy ưa mà hái vô để mà nấu mì á. Rồi bây giờ thì than cũng đã cháy. Rồi cá thì anh em cũng làm vừa rồi cả nha. Hai con cá này không biết đựng hết không nữa. Không biết nhét vô hết không nữa nè. Con cá đó này ký. Chắc con một quá. Không, ê, được. Được. Sao ta? Ngược lại, ngược lại. Ừ. Rồi, ok. Nó kiếm được cái lỗ đó là dạ. Cái nó mình nhét như dài củ hành vô. Rồi. Rồi. Bây giờ mình lấy hành, củ hành. Cái lá thì mình để lại đi. Mình cắt củ mình bỏ vô thôi. Tiêu, đường, tỏi vô ra. Tỏi nên không? Chứ. Không, tỏi tỏi. Tiêu luôn, cá này tiêu mình xài tiêu, cá đồng mình xài tiêu như kiểu cho nó bán mùi cá ha. Quậy lát có mỡ hành thì mình lấy sau, mình khi nào bằng chín mình dưới lên chút cho nó thơm cũng được. Bây giờ cái nồi hấp đó thì nãy giờ thì thấy cũng đã bắt rồi nè. Được anh em ơi, nhiều quá đẩy nắp lên không được. Được, hành này lát nó xẹp xuống rồi. Quay qua làm gia vị vậy. Gia vị à. Tiêu à. Tiêu. Nhiều, nhiều, nhiều.
ta? Cái muỗng, cái muỗng trong cái gỗ đúng rồi. Đường ở dưới này mấy chỗ mấy chú đi mua chuối. Món này cũng lạ lạ, nói gì chứ lạ. Chế bí này hấp cỡ bao lâu chín ra? 2 tiếng không? Chắc cỡ tiếng. Đây, trong nồi này nó hầm mà. Nói điện cho anh Bảy nói đang chuẩn bị về. Thì ở miền Tây của mình là vậy đó cả nhà. Thì ai ở nhà rảnh thì làm mồi. Rồi những anh em nào mà ở ngoài gần ngoài ruộng á thì vô cái tàu mình xâm dày đây, cái buổi chiều mình nhậu lai gai vậy đó. Ai rảnh thì người đó làm mồi trước, cái bữa sau cái rảnh thì làm mồi lại. Thì tay mình là gì được rồi nè. Không có mồi ngon cái này hú kìa. Alo, ê nói gì, tao có mồi bén. Vô xíu nữa làm mỡ tỏi rồi mỡ hành xong cái mình làm này mình ăn nước mắm hay muối ớt ta? Nước mắm đi. Đây là không vừa chứ chút xíu nữa là nó chín cá nó sẽ không có cái hành đó, nó sẽ xuống rồi. Ok rồi, giờ mình bỏ lên đi. Nước sôi chưa? Sôi à. Ok, mình đẩy cái nắp lại đi. À, hai này mình đi hái rau. Để chút xíu nữa mình ăn chế biến này luôn. Rồi bây giờ thì đang đợi cái quá trình mà cái chế biến nó chín thì hai anh em mình ra vườn mà hái rau. Rau của má với bố chồng. Cái này vừa ăn ăn nguyên bụi đá. Hái tới đâu là tới đó luôn. Má vô rửa cho nó sạch. Nó non mơn mởn à. Cái gốc này. Cái này gói rau thì còn cái gì bằng. Nói ăn cả nhỏ nhỏ vậy nè. Còn gì của. Nó mềm. Mẹ thì mẹ chồng cải ở trong mấy cái bó cây kiển của cha. Trong mấy cái chậu. Chậu kiển. Chậu kiển. Rồi bây giờ qua mình hái rau cần cua. Cái này là ăn lai gai vừa ha. Ừ. Vũ phân là. Ăn hết cái tớp này cái mình giải tớp khác. Cái ớt này ớt bữa nó cháy dữ lắm nè. Bên đây có cái đám rau cần cua. Cần cua cái mình hái thì mới gấp cá thôi nè. Cần cua nè nè. Rồi mình ra sau vẽ thêm mớ rau găm với salad nữa. Giờ ra tới cái đám rau này, rau gì anh? Salad hả? Salad. Cải salad. Như kiểu mưa nó mới ngang hay gì mà giờ nó sập hết trơn à. Ủa có bó rau nó non rồi nè. Cái này mình đem vô lát mình rửa nguyên ghế luôn đi ta. Rửa chủng nó rửa nguyên ghế luôn. Nấu đại nguyên về đi chứ bữa nào nó không gì vậy. Ở trong á nè, ở trong nó dài hơn kìa.
Cái dách trong đó nó dài hơn. Dài hơn. Đó, đi là được rồi đó. Rau này anh ăn dữ lắm. Đây có mấy cọng rau này, rau gì ta? Quên nè. Ngon. Ngon. Đỏ tươi đã. Rau găm nè nè. Thì rau diếp cá à? Cá. Nhẹ lắm mới vô tắt này. Phần này có mấy bụi này mới non dữ nè. Con ráp này nè. Càng cua. Phải không? Ý đâu phải? Rau này nhịp cá. Lộn lộn. Ờ nó non rồi nè. Ăn thì ăn đồ đồng, rau thì rau nhà trồng cái gì nào chết. Mưa tới. Lát chừng vừa nhậu vừa mưa luôn, vừa ăn vừa mưa luôn. Cái gì mới đã. Thứ gì chịu nổi. Rồi, đi được rồi. Rồi. Rồi, đi rửa đi. Thấy mấy cọng đồ thơm cái nữa được rồi. Rồi, ăn nhắc mấy cọng đồ thơm, rau găm nữa nè. Đây, rau thơm nữa nè. Đó, đây đây. Nó có hả? Rồi, mấy nhánh rau, rau thơm nè. Ngon ghê luôn cả nhà. Nè. Với mấy ngọn rau găm nữa là đủ rồi. Mẫu rồi. Đủ mẫu rồi đó. Thì nãy giờ mình bắt cái nồi này được chút xíu, cỡ 15 phút cho ta. Cỡ 15 phút thì bây giờ trời cũng đã mưa lây gai rồi. Giờ này làm nước mắm nè. Nước mắm đi xíu mình ăn cá lóc. Với mình chấm rau nó cũng ngon hơn là muối ớt thôi. Siêu cay luôn. Cay cay mới ngon. Hết rồi đó là. Nước thêm không? Không là nước mắm kẹo luôn. Bỏ nước, cái bỏ nước. Này là nước mắm kẹo luôn ha. Đấm có dây luôn á. Tích chanh vô chưa? Sốt ruột quá không biết cái nồi giống nó ra như thế nào. Nãy giờ đợi nó mà đói bụng luôn á nha. Lần đầu tiên làm chuyện ấy. Nghe nó thơm thơm rồi đó. Nghe thơm mùi mùi bí á. Cảm giác mà sắn cái sống lưng nó ra, lấy cái luống thịt nó ra xong nó chấm nước mắm ăn nè. À. Sướng. Mà giờ chỉ biết nó ngon hay nó dở ra sao nữa. Đang đợi nãy giờ cả nha. Chắc ngon mà. Không tệ đâu.
quậy nó lên cái là nó vừa nè. Vớt mấy hột ra để lát chấm rau mà dính một cái nó ngát luôn. Giờ thì mình khui thử coi nó chín hay chưa. Thôi còn nước không, để là lát nó khô nước dưới. Nóng rồi. Chín không? Chưa đâu, ở trong còn chưa chín. Chín ra ngoài chín, thấy cái đánh trắng đâu. Ờ. Dạ. Dạ. Coi ở dưới còn nước, nước nhiều. Gần hết rồi đó. Giờ mình đổ nước vô thêm. Giờ này cái anh Bảy gần vô rồi. Trời chiều rồi nè. Má ngoài gừng nó đâu có ấy đâu. Giờ này lạnh này, ảnh nó chắc cũng gần vô rồi. Rồi thì từ nãy tới giờ thì thấy hấp nó tổng cộng là 3 thùng bê nước với cỡ 6-7 kg than hay nào. Chứ cũng cỡ 3 tiếng ở đây nha. Thì mơ mốt anh em nào có làm theo như thấy á, thì lưu ý chứ không phải là thấy làm điêu đâu. Nãy giờ nó cũng tầm khoảng 3 tiếng rồi. Nó thì than nó bỏ vô liên tục còn nước á, thì 3 thùng rồi. Đó. Qua rồi nước nó sôi kìa. Thơm tí. À dạ. Tí nó thơm nghe lắm. Khui anh, khui nghe. Khui ra cái. Ủa. Ê, sao đầy nước tôi luôn rồi? Hơi á. Hơi biết nó ra quá. Dạ, đúng. Nè, lấy em anh bảo ra anh Bảy ơi. Hàng cũng lộ. Dạ. 1, 2, 3 nha. 1, 3, dạ. Rồi. Mở nắp luôn. Vui nha. Thơm nha. Này ăn được không? Chắc được mà, nó cạp thứ cái. Dẻo. Dẻo không? Cái này anh lấy cái dao á nè, anh sắn một vòng lớn đi, chút xíu nữa mình vẽ nè. Mình để cá giống mình ăn luôn à. Để trong đây luôn phải không? Đúng rồi. Ê, chảy nước à. Lên trên cao một tí. Cao xíu anh em ơi, gì chảy nước á. Đem lại bên đây nè, chẻ. Chẻ rồi làm bốn, bỏ vô đây đi. Em trẻ theo kiểu kinh nghiệm mà dễ gì mà nó ra được anh Bảy, dễ gì mà ra nước được. Ngon ghê. Bí này dẻo mà. Dẻo à. Thơm quá. Tính gần không? Thôi bây giờ mình vô anh em mình cả nhà mình xung quầy luôn. Ngồi chút nữa. Rồi thì ui chú nè. Cha thử trước miếng cá đi. Rồi mùi gì sao? Anh Bảy lần sau năm mới ăn cá nấu gì. Không biết. Hồi đó giờ ăn thì ăn cá lóc hơi nhiều nhưng mà không có vụ mà chương trình này hả? Không có nước bí ra nước ngọt. Ngọt. Thôi mời cả nhà luôn dùng đi rượu nha. Ở miền Tây của mình dưới đây á, thì uống rượu là chỉ một ly thôi, bao nhiêu mâm, bao nhiêu người thân biết. Như kiểu... Chưa thì tôi đây, uống đây mà. Uống nào, coi. Ăn em nó chưa có gặt đầu mà. Còn phải kẹp cái miếng của cái gốc hành này. Hành dữ lắm đó nha. Rồi mời cả nhà dùng cái lóc hấp bí để uống cái ly rượu này, mời cả nhà uống ly rượu này cái em thưởng thức cái món của em nó như thế nào chứ em làm em cũng chưa có thử cái nữa. Nước trái bí á, nó gà nó ngọt con cá này, năm mời cả nhà luôn nha cả nhà. Này bí nấu cá
cái nước này mới siêu cấp nữa nè. Dĩa dưa con muối nữa nè. Cái nước này mới gọi là siêu mẹ cấp. Mẹ xuống ngồi chơi luôn mà. Cái nước này nè. Cái nước này nè. Năm mời cái nhà miếng thịt nha. Cái nước này nó ngọt vừa gì á. Bởi vì cá nè nó ra nè. Thiệt. Có gì bạn? Nhóng 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 con cá lên, con cá này dữ lắm con cá. Để nhóng rồi lên. Ăn đi, nó bự mà. Ê ô con nè. Nhóng phụ á. À. Trang bộ đồ lòng đi cha. Bộ đồ lòng này đấu giá phải 3 con cốc. Trang bộ đồ lòng cái giày đi. Tuyệt đỉnh. Vừa là muốn rồi. Ăn đi chứ. Nói chung cái này độc lạ, hồi nào giờ cũng ít có ăn cái này nè. Mà chúng giờ cũng công phu hả? Mấy tiếng hồ hả? 3 tiếng á, em hấp là 3 tiếng á. Vậy nó chín, cái này nó chín hết luôn. Không, mới ăn đầu anh biết sao, mà ở ngoài nó chín vô nè, để em nói cho anh nha. Đẩy cái nắp này nè, kín lại ở trong á. Trong nó không có hơi vô được á, nó chín ở ngoài, chín vô tới mấy nãy nghỉ rồi. Hấp tiếng mấy dở ra ăn cá nguyên à. Rồi cái mở cái nắp này ra nó bởi có cái hơi trong, nóng ở trên nó chụp xuống á. Trong cái thời gian mà nó nóng vô tới đây là nó lâu lắm chứ. Lâu. Ấy đâu. Công phu lắm mới được ra được món ăn gì đó trời. Dễ đâu. Phải chi mình nấu cái này trực tiếp lửa than á. Phải không? Đốt lửa than là nó mau. Rau thì nãy mấy anh em mình rau vườn. Ăn miếng cá đi chứ. Gói miếng rau vô. Rau này là rau vườn luôn hả? Chất lượng. Nó có thơm mùi bí không chứ? Thơm, nó ngọt, thấm nước bí á. Cái ớt hồng. Để con Nam ạ. À. Mưa mốt rồi tôi kiếm trái bí đậu bùng bự. Nãy con ăn cái vỏ bí nó bụi. Cái trẻ một lần bị lớn nè, mới móc quật hết mới để con cá cho nó. Nó mềm mèo luôn à. Cái này nè, bẻ nè, bẻ nó ra luôn nè. Như phai lan nha. Ừ, như phai lan nó chín. Ăn cái này mới đã. Chín còn gì. Mày ăn cái đó thì ta ăn cá. Không, dễ không? Dễ vậy. Ngon, nó mùi bí, nó ngon. Ăn luôn cái vỏ nó bùi bùi. Nó bùi cái vỏ. Ăn hết ba cá này là bí ngon hơn cá nữa. Miền Tây có mồi gì bén bén nha lô. Làm gì rảnh không? Vậy tao có màu bén nè. Cái này mốt cuốn dịch bốn giò của tao mà món gì cho nó độc lạ nữa. Không, có đó là không, con dịch đó là không có mần đâu. Để, bởi vì giờ nó đương độc lạ rồi. Mần là phải dịch thôi đó là luộc, thào, kho gừng này nọ con đó. Hồi nào giờ cũng mới thấy mần dịch bốn giò đó trời. Cha thấy vừa mới nuôi con bầy dịch mà nó nở ra có con dịch bốn chân. Chút xíu nữa thì thế mượn cha bắt con dịch lại để mà review cho nhà xem cái con dịch bốn chân của cha. Dịch bốn chân hồi nãy giờ mới thấy vậy. Nó có bốn cái chân, con dịch một mà bốn cái chân. Con dịch mà bốn cái chân, mà bốn cái chân là nó ngoe ngoe được hết luôn á. Không phải mà chân nhỏ đâu, bốn cái chân nó đều nhau vậy đó. Đi được luôn hả? Không có đi được, có hai cái. Hai chân nó cắt lên. Hai chân nó gác lên để khi nào hai chân kia mỏi nó hạ hai chân kia xuống. Ngộ thiệt. Nó đi chừng nào mòn hai chân nữa thì nó thả hai chân. Nó dịch đó chừng có tiền tỷ đó. Độc lạ luôn á chứ. Mẹ bắt dịch lại quay đưa lên cho cả nhà coi luôn. Sáng nói giật mình nó chạy dịch bốn chân. Thì nãy chị hai đầm dơi mới lên báo bắt mới quay gọi nó đó. Dạ. Dưới con cháu bà coi. Ừ. Cá tính ra ngọt hay hơn đây. Bà nói dịch tứ quý. Thì có gì bằng. Bốn chân là nó tứ quý. Ra quá trời nè bạn. Đấy. Em ơi, mời cả nhà luôn nha. Em ơi, con gái bắt con dịch bốn chân mình vô quay cho cả nhà coi chút luôn coi. Phe ăn dịch. Phe con dịch. Phe thiệt mà, vàng thì ai cũng có mà dịch thì đâu phải ai cũng có. Mốt con coi độc lạ Bình Dương rồi xuống cho nó quay lên. Cá này nói chung rồi, con cá lóc này là trên một ra bắt con dịch bốn chân vô cho nó sẵn đây nó quay nó đưa lên chút giới thiệu với. Thịt quá trời thịt luôn.
cha gấp miếng thịt này cho mời cả nhà coi. To to chứ nè. À. Mời cả nhà nghe, mình ăn cá lóc dùng này là ăn gì đó. Lóc lóc gừng. Bỏ rau vô. Rau mình trồng ở nhà luôn. Nay sáng giờ mình cũng đi gài rồi 50-60 cái gặp chuột mới vô cái ăn cá lóc. Tối luôn. Cũng đói bụng hả? Đói. Ăn gì chứ làm ba sĩ đế cái nó ngủ ngon nhất. Sáng giờ dễ dễ gặp hả? Sáng dễ gặp. Nói chung ở đây nông thôn là nói chung ấy kiếm tiền nói chung thì cũng dễ. Chuột ở đây dùng có thấy đây giờ 1 kg cha bán được nhiêu cha? Ta vô tới nhà mua là 80 ngàn. 80 ngàn hả? À? Mình đi ra chợ 90-100. Chuột tính ra năm nay nó có giá ghê hả? Ngàn bữa 4-5 kg. Thất thì cũng được 4 kg mấy. Nhói lòng ngực hả nào? Nhói quá. Luôn hả? Uống vô. Mẹ thấy à, đang bắt con vịt bốn chân vô. Quảng cáo con vịt bốn chân. Nãy giờ mưa bị ướt hay rồi. Đưa dưới năm rồi. Đây nè, đây cái con vịt bốn chân của cha thấy nè. Đây nè, cho cả nhà xem nè. Một chân nè, hai chân, ba chân nè, bốn chân nè. Đó, thấy không? Đó. Hai bên. Bốn chân đều luôn nè. Vậy là nó lấy vào. Nó đi là nó cắt lên hai chân. Đó. Khôn lắm. Nè, nó cắt cái chân ức luôn nè. Cái ăn sao. Ngon nhỉ. Đã. Bốn chân thiệt, cái sáng nó mà nó khôn lắm, nó quẩn không à. Thôi quay nhiêu được rồi, rồi. Bỏ vô cho nó quen cái thấy. Bốn chân nè. Cái này là không có cắt ghép gì luôn nè. Nè thiệt sao sự nè. Sợ banh ra nó ấy nó đau á. Nè. Hai chân chính là hai chân bên đây. Mua có người bán người ta cũng không biết. Không biết luôn. Người về cắt đuôi mới thấy nó cái vỏ chân ngộ thiệt hồi nào giờ luôn á. Chân. Hồi nào giờ mới thấy luôn á trời. Rồi đem thả nó ra ngoài lại đi. Ngày qua, nó khôn lắm, nó đi vòng vậy đó. Ngày qua có anh ở xóm là anh kêu để anh chịu. Đâu có chịu. Dễ gì tao nuôi luôn mà. Nuôi luôn. Đang ăn bắp mà quay lén mày. Bí này tính ra ngon à. Nó dẻo dẻo ăn đã biết rồi. Bồ bồi. Ăn như phai lang ha. Cái vỏ mày nó bồ. Còn làm nó còn có 3 chi. Ê mày hốt lại để nó té cái chết nó luôn nghiệp. Rồi thì bây giờ thấy cũng xin kết thúc video đây luôn cả nhà. Thấy chúc cả nhà buổi xem video vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình luôn. Rồi. Tạm biệt cả nhà luôn. Tạm biệt cả nhà nha.